Question 31. The holder of a note secured by a trust deed and entitled to the performance of all provisions in the trust deed is the A. Truster, B. Beneficiary, C. Trustee, D. Mortgager. Correct answer is B. Beneficiary. The beneficiary is the lender authorized to obtain performance of the trust deed provisions. Câu 31. Người nắm giữ giấy tờ có văn bản ủy thác bảo đảm và có quyền thực hiện mọi điều khoản trong văn bản ủy thác là A. Người ủy thác, B. Người thụ hưởng, C. Người được ủy thác, D. Người thế chấp. Câu trả lời đúng là B. Người thụ hưởng. Người thụ hưởng là người cho vay được ủy quyền để thực hiện các điều khoản của chứng thư ủy thác.